Vừa qua, các học viên của khóa học sửa chữa laptop từ A đến Z của Học viện IT.vn đã chính thức hoàn thành xong khóa đào tạo nghề, khép lại quãng thời gian 6 tháng tại học viện. Mỗi học viên đều mang theo những hoài bão, dự định của mình khi đến với học viện, và nay khi đã chắp xong đôi cánh hy vọng rằng quãng đường đến với nghề của các bạn sẽ ngắn và dễ dàng hơn. Em cảm thấy rất vui khi đã hoàn thành khóa học ở Học viện IT. Trong quá trình học thì thầy giáo cũng như là các bạn đã nhiệt tình giúp đỡ em rất nhiều. Thời gian tới em sẽ dự định là về quê mở cửa hàng cho riêng mình. Sau khi mình học xong khóa sửa chữa laptop của Học viện IT thì bây giờ hiện tại mình đã hoàn thành được chứng chỉ B. Sau khi mình học xong thì mình sẽ tiếp tục về cơ sở 31 Hồ Tùng Mậu để mình theo đuổi tiếp cái đam mê của mình. Rất cảm ơn thầy và các anh chị ở bên học viện đã giúp đỡ mình trong quá trình mình ở đây mình học tập. Cảm ơn thầy giáo đã dạy dỗ chúng em, truyền đạt cho kiến thức rất là bổ ích. Cảm ơn thầy đã truyền đạt kiến thức cho bọn em. Em cảm ơn thầy. Em cảm ơn thầy ạ. Em cảm ơn thầy. Học nghề là một hành trình dài, đòi hỏi những người học nghề phải thường xuyên trau dồi, tích lũy kinh nghiệm, cố gắng và nỗ lực hết mình để trở thành một kỹ thuật viên lành nghề và có đạo đức nghề nghiệp. Học viện IT.vn tự hào về các bạn. Xin chúc tất cả các tân kỹ thuật viên sớm thực hiện hóa được ước mơ của mình.